Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thuy Nguyễn. Trong clip này, em xin giới thiệu đến các bác sản phẩm đồng hồ đeo tay size nam, hàng nội địa Nhật đến từ thương hiệu Seiko. Trời ơi, cái mẫu này đẹp xuất sắc luôn. Cầm lên mà em mê tích luôn á, nãy giờ cứ cầm cái sờ mãi. Mẫu này vừa nam tính, vừa men mà vừa rất là đẹp luôn. Trời, các bác xem dây nè. Đẹp xỉu luôn. Size của đồng hồ là 41 cả núm, chưa tính núm là size 39. Phía trong mặt đồng hồ có 3 cái đồng hồ nhỏ. 3 cái mặt đồng hồ nhỏ này đều bằng kim loại. Đồng hồ ngay vị trí 6 giờ là chỉnh báo thức, ngay vị trí 9 giờ là chạy kim dây và ngay vị trí 12 giờ là chạy kim phút. Trời ơi, nó đẹp nè các bác xem nha. Đẹp mê ly luôn. Tất cả đều nguyên bản nguyên zin. Mẫu này lên tay là nam tính cực kỳ, nhìn rất là men. Không có chơi điểm nào ở cái này được hết. Mà giá bán cũng rất là mềm luôn. Chỉ có 2.800.000, các bác chuyển khoản đủ em bao ship tận nơi cho mình. Đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko, kim trôi. Ba mặt đồng hồ chạy 6 kim, dây bằng hợp kim thép không rỉ. Mà cái dây của nó nè, size của dây khá dài nên các bác nào 50kg cho tới 80kg, 85kg vẫn đeo ok nha. Em quay dây cho các bác xem. Đầy đủ số series và thông số của đồng hồ. Ủa, cái đít nó còn sáng bon luôn á. Nè, trên dây nè, có đóng số series hết trơn nha. Dây rất là xịn luôn. Hai cái đầu dây đều đóng số series. Mà lòng trong nó còn mới chát như vậy luôn. Dây bằng hợp kim thép không rỉ. Những cái loại dây như vậy á, các bác nào mà mồ hôi muối hay là ra mồ hôi nhiều hoặc là môi trường làm việc nhiều bụi bặm, đeo cái này là khỏi lo nó xuống màu, khỏi lo nó cũ theo năm tháng nha. Sau quá trình mình đeo á mà nó bị bụi, bị dơ, bị đóng ten, đóng đất, đem đi chà rửa vệ sinh đóng bóng là như mới chanh chát ngay. Mẫu này rất là đẹp, mà trong khi đó cọc số, kim giờ, kim phút tất cả đều dạ quang, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm. Và bây giờ mình cùng xem một lần nữa ngoại hình của đồng hồ này. Giá bán là 2.800.000, chuyển đủ em bao ship tận nơi cho mình. Quá đẹp. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931 008 099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tận nhà cho mình. Đồng hồ kim trôi, sử dụng pin 3 mặt đồng hồ chạy 6 kim, size rất là đẹp luôn, size 39. Và bây giờ em sẽ mang đồng hồ vào trong bóng tối, mình cùng xem cọc số dạ quang nó đẹp như thế nào nha. Trời ơi, cọc số, kim giờ, kim phút, kim giây, tất cả đều dạ quang, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Mẫu này vừa đẹp, vừa sang, vừa men, mà cọc số nó sáng rực rỡ, rất là tiện cho các bác theo dõi giờ vào ban đêm. Nếu mà các bác không mua mẫu này thì vô cùng tiếc luôn á, tại nó quá đẹp đi. Xuất sắc.